Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trả thù kiểu mafia, một tương lai tồi tệ đang tiến gần với nước Nga Ngày 24 tháng 8, báo Tiến Dân có bài Putin trả thù theo kiểu mafia được dịch giả Vũ Ngọc Chi chuyển ngữ từ một bài báo của tác giả Reinhard Weser đăng trên một trang báo quốc tế Tác giả bài báo cho rằng một quốc gia có các cơ quan hoạt động đúng nghĩa của nó những người lãnh đạo một cuộc bạo loạn quân sự sẽ bị đưa ra xét xử. Do đó, cái chết bạo lực của những người điều hành Wagner là một bước tiếp theo trong sự xói mòn quyền lực ở đất nước Nga. Hình ảnh bài dịch trên trang tiếng dân. Theo tác giả, cái chết bất ngờ của người lãnh đạo dân quân và tội phạm chiến tranh Javony Brigozin không gây ngạc nhiên. Có vẻ như Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trả thù. Người ta không mong đợi ông ta sẽ tha thứ cho một cuộc bạo loạn vũ trang của nhóm Wagner của Prigozhin. Putin đã nói về sự phản bội vào ngày 24 tháng 6 và trong một dịp khác, chính ông ta đã ám chỉ công khai rằng những kẻ phản bội xứng đáng chết. Tác giả bình luận càng đáng kinh ngạc hơn khi Prigozhin có thể tự do di chuyển trong 2 tháng kể từ khi cuộc nổi dậy vũ trang của nhóm Wagner của ông ấy và còn công bố các kế hoạch trong tương lai. Rõ ràng những người cai trị nước Nga nhận thấy mình không thể loại trừ Prigozhin và những người theo ông ta ngay lập tức. Quan trọng là quá trình của cuộc bạo loạn trong đó không có ai đối đầu nghiêm túc với quân đội Wagner, mặc dù họ đã đến gần Moscow. Vụ rơi máy bay này là một dấu hiệu cho thấy quyền lực cai trị của Putin đã bị rung chuyển như thế nào. Tác giả đặt vấn đề, giờ đây cấu trúc quyền lực sẽ phát triển như thế nào. Tác giả phân tích ảnh hưởng của cái chết của Prigozhin đối với cấu trúc quyền lực ở Nga không thể được nhìn thấy từ bên ngoài tại thời điểm này. Thậm chí không thể nói chắc chắn liệu đối thủ chính của Prigozhin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sergei Shoigu và tham mưu trưởng Valery Gerasimov đang ở một vị trí mạnh hơn. Sau cuộc nổi dậy của Prigozhin rõ ràng cũng có rất nhiều sự phản đối trong quân đội đối với họ và Putin rõ ràng không đứng về phía họ trong cuộc đấu tranh quyền lực công khai giữa họ và Prigozhin. Ông ấy chỉ chuyển sang một vị trí chống lại Prigozhin khi quyền lực của ông ta bị thách thức. Hình ảnh nhà độc tài Putin kẻ đang hành xử như mafia. Tác giả nhận xét nhiều điều có thể nghĩ ra được. Số phận của Prigozhin có thể đóng vai trò là một sự răng đe đối với những người thuộc giới thượng lưu của Nga nếu họ không hài lòng và do đó góp phần ít nhất tạm thời củng cố quyền lực của putin nhưng nó cũng có thể làm cho một số người hành động bởi họ đã nghĩ rằng họ nằm trong danh sách bị loại trừ và vì vậy họ không có vấn đề và vì vậy họ không có gì để mất cả một số ấn tượng lớn trong các cuộc thanh toán này nó là cách hành xử của những người đàn ông wagner có kinh nghiệm chiến đấu những người đã biểu lộ sự trung thành của họ đối với prigozhin sau cuộc bạo loạn chế độ nga phải vô hiệu hóa họ bằng cách nào đó tác giả đánh giá chỉ có một điều chắc chắn rằng có thể nói ra được cái chết của prigozhin là một bước tiếp theo trong sự xói mòn quyền lực ở nhà nước nga vốn là đặc điểm của sự cai trị putin từ nhiều năm nay ở một số quốc gia có cơ quan hoạt động đúng nghĩa của nó bất kể cai trị theo kiểu chuyên chế hay dân chủ những người lãnh đạo của một cuộc bạo loạn vũ trang không thành công sẽ bị đưa ra tòa án trong đế chế của putin nó được thanh toán theo phong cách của các băng đảng mafia điều này có thể đưa tới một tiên đoán xấu trong tương lai gần của nước nga do đó cái chết của prigozhin là một lời nhắc nhở khác với eu và nato nên suy nghĩ một cách nghiêm túc về cách bảo vệ an ninh của các quốc gia thành viên của họ nếu có một sự hỗn loạn nổ ra ở nga được biết, ông Brigozin đã chết trong một tai nạn máy bay vào ngày 23 tháng 8 trên một chiếc máy bay tư nhân của ông. Chiếc máy bay này được cho là đã bị tên lửa bắn hạ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin Trả thù kiểu mafia, một tương lai tồi tệ đang đến gần với nước Nga. Chuyên gia, cổ phiếu VFS tăng quá cao sẽ rất nguy hiểm. Ngày 30 tháng 8, một đài truyền thông quốc tế tiếng Việt có bài bình luận về chuỗi ngày tăng giá điên rồ của cổ phiếu VinFast. Theo đó, tính đến cuối phiên giao dịch ngày 28 tháng 8, cổ phiếu VFS của VinFast đã tăng gấp 7 lần so với ngày đầu tiên ra mắt thị trường. Với mức giá như vậy, ở thời điểm đó, giá trị vốn hóa thị trường của VinFast về lý thuyết là khoảng 190 tỷ đô la, cao hơn so với 111 tỷ của Goldman và 137 tỷ của Boeing và gấp khoảng 10 lần Walgreens, chuỗi nhà thuốc hàng đầu của Mỹ, hình ảnh bài bình luận trên VOA tiếng Việt. Bài báo dẫn nguồn từ các trang tin quốc tế cho biết tuần trước hãng xe điện này đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư nhỏ lẻ vốn nhắm vào cổ phiếu của các hãng xe điện, trong khi số lượng cổ phiếu lưu hành thấp cũng giúp củng cố đà tăng của VFS. Nhóm nhà đầu tư này trước đây đã từng thúc đẩy đà cổ phiếu của những công ty như Nikola và Rivian. Bài báo bình luận, mặc dù mức định giá cực đoan như vậy không phải là bất thường đối với các công ty khai thác công nghệ mới chẳng hạn như cơn sốt trí tuệ nhân tạo, việc VinFast tiến đến mốc 200 tỷ đô la trong giá trị vốn hóa thị trường chỉ trong 10 ngày giao dịch là một hiện tượng. Để so sánh, Tesla phải mất hơn 3.600 phiên giao dịch mới đạt được mốc đó. Trong khi hãng sản xuất chip Nvidia vốn cần thiết cho AI đã phải trải qua 7.700 phiên giao dịch, bài báo dẫn lời ông Nguyễn Tuấn, nhà đầu tư chứng khoán lâu năm và cũng là chuyên gia môi giới chứng khoán của công ty chứng khoán Techcombank từ thành phố Hồ Chí Minh giải thích như sau: Nhìn chung mức tăng của VinFast hơi điên rồ và theo tôi nhận định thì VinFast có thể được định giá hơi quá cao so với thực tế. Tuy nhiên, trên thị trường chứng khoán Mỹ, những chuyện gia tăng điên rồ như vậy đã từng xảy ra rồi, với cổ phiếu của Tesla, Zoom hay GameStop trong thời kỳ đại dịch Covid-19, ông Tuấn cho hay, ông Tuấn không chắc về việc VFS có bị thao túng hay không, nhưng việc VFS tăng giá phi mã trong thời gian qua là do mất cân bằng giữa bên mua và bên bán. Số lượng cổ phiếu bán ra ít, mọi người cứ tranh nhau mua nên đặt giá cao để mua. Trong phiên giao dịch ngày 25 tháng 8, chỉ có 8 triệu lượt cổ phiếu VFS được giao dịch, tức là chỉ có khoảng 4 triệu cổ phiếu đã được mua hay bán. Giả sử như tất cả 2,3 tỷ cổ phiếu đó giao dịch hết thì VinFast không có chuyện tăng giá như vậy được, ông Tuấn nói. Theo ông Tuấn, các nhà đầu tư săn đón cổ phiếu VFS như hiện nay là để đầu cơ lướt sóng trong ngắn hạn để tận dụng đà tăng như hiện nay. Hình ảnh mẫu xe VF8 của VinFast không được thị trường Mỹ đón nhận. Tuy nhiên, ông Tuấn cho rằng do cổ phiếu VinFast hiện được định giá quá cao nên sẽ rất nguy hiểm nếu muốn đầu tư lâu dài. Nếu VinFast là nhà tiên phong thì là câu chuyện khác. Ông chỉ ra trường hợp của nhà tiên phong như Uber khi ra mắt cổ phiếu trên sàn bị giảm giá nhưng về lâu về dài đã tăng. Ở Việt Nam, nếu cổ phiếu nào đó tăng liên tục trong năm phiên thì phải giải trình với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Còn ở Mỹ tự do hơn Việt Nam, ông Tuấn cho biết. Vì ở Mỹ, cổ phiếu GameStop đã tăng lên gần 20 lần hồi đầu năm 2021 mà Ủy ban Chứng khoán Mỹ lúc đó không có hành động gì. Với VinFast, họ sẽ được lợi nếu cổ phiếu của họ thiết lập mặt bằng giá mới. Sau này kiểu gì VinFast cũng phải bán ra số cổ phiếu quỹ họ đang nắm lúc đó họ bán được giá cao thì huy động được vốn nhiều hơn đến lúc bán ra cả trăm triệu cổ phiếu thì giá chắc chắn sẽ giảm trả lời phỏng vấn của đài quốc tế này vinfast nói họ vui mừng trước sự đón nhận của thị trường vinfast khẳng định rằng điều này chứng tỏ là nhiều người đã nhìn nhận được các thế mạnh của vinfast trong năng lực triển khai vượt trội tốc độ và chữ tính với khách hàng Đến hôm 29 tháng 8, giá VFS đã hạ đáng kể, còn hơn 50 đô la sau những ngày tăng với tốc độ gây sốc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin chuyên gia cổ phiếu VFS quá cao sẽ rất nguy hiểm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo chấm d